À, như phần trước mình có nói về cái cách chia sẻ lợi nhuận của YouTube. À, thì tiếp theo nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về YouTube AdSense. Thì các bạn thấy ở trên cùng á, các bạn sẽ thấy là YouTube. À, đây là một cái trang mạng xã hội về video. À, thì trang mạng xã hội này là sao? Là mọi người có thể là đăng video lên, và có thể là chia sẻ những cái quan điểm của mình. Và chia sẻ video này sang một những cái trang web khác, rồi bình luận, thảo luận, vân vân, mọi thứ nó cũng như một cái trang mạng xã hội Facebook vậy đó. YouTube là công cụ về video, còn Google AdSense, hay là gọi chung AdSense, thì các bạn coi giống như là một cái bộ phận kế toán gì đó. Có nghĩa là khi chúng ta kiếm tiền được, chúng ta bật video lên, bật bật kiếm tiền video trên YouTube, thì Google họ sẽ điều phối những cái quảng cáo và họ tính toán chi phí và chia chúng ta phần trăm, thì lúc đó sẽ chuyển qua cho cái bộ phận là AdSense, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận tiền. Thì đây kết hợp giữa YouTube cộng Google AdSense thì nó là cái kiếm tiền trên YouTube. Tiếp theo chúng ta sẽ được hướng dẫn tham gia YouTube Partner, là bật kiếm tiền, rồi xác minh cái tài khoản, xác minh cái tài khoản của chúng ta. Chúng ta sẽ xem cái thao tác trên màn hình. Thì chúng ta sẽ chọn biểu tượng, chọn cái avatar, chúng ta sẽ chọn Creator Studio, hoặc là chúng ta chọn kênh của tôi, chúng ta vào trình quản lý video. Rồi, thì lúc đó bạn sẽ thấy bên bên tay trái bạn sẽ có rất là nhiều cái menu liên quan. Ví dụ như ở đây là phần quản lý video, thì chúng ta qua cái menu kênh. Mặc định đầu tiên, menu kênh thì nó sẽ tiếp tục cái menu con, đó là trạng thái và tính năng. Thì các bạn đây, các bạn thấy không? Có cái phần kiếm tiền, nó có cái nút màu xám xám. Ok, bạn phải chọn quốc gia. Chọn vị trí quốc gia. Thì đây là cái tham gia partner. Thì hồi xưa thì các bạn buộc phải chọn một cái quốc gia khác có được kiếm tiền, còn Việt Nam không được kiếm. Nhưng mà sau này YouTube đã cho phép vào cái tháng 2 2014 thì đã được phép. Các bạn có thể chọn Việt Nam. Từ khóa của kênh. Ví dụ như đây mình để từ Flycam. Bay quay camera, ví dụ như thế Các bạn cần phải có phân tích tìm hiểu về từ khóa mới được ha. Thì cái đây mình là một cái mẫu ví dụ. Rồi. Cho phép hiển thị quảng cáo, những cái này các bạn cứ để mặc định hoặc là xem có cái nào phù hợp thì chúng ta thiết lập. Rồi. Kể cả vào Google Analytics, đây là cái phần thống kê ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lưu. Rồi. Thì các bạn đã được lưu nè. Các thay đổi các bạn được lưu. Bạn quay lại cái phần trạng thái và tính năng. Rồi, bạn chọn nút bật. Kiếm tiền. Đúng không? Rồi, bạn sẽ chọn cái nút kích hoạt tài khoản của tôi. Rồi. Đây là có những cái điều khoản chương trình đối tác ha. Các bạn chịu khó đọc ha. Rồi, chúng ta chọn chấp nhận các điều khoản. Rồi, tôi đồng ý. Rồi, chúng ta đồng ý tiếp. Là coi như cái tài khoản của các bạn. Đây, bạn quay lại cái phần kênh. Rồi, tài khoản của bạn đã được bật kiếm tiền. Tuy nhiên, để các bạn nhận được tiền thì các bạn phải liên kết qua với lại Google AdSense. Tuy nhiên, để các bạn nhận được tiền thì các bạn phải liên kết qua với lại Google AdSense. Thì khi bạn chọn bật những cái trạng thái kiếm tiền như thế này, có nghĩa là cái nút nút này nó đã xanh rồi, thì bạn sẽ được xuất hiện thêm một cái menu nữa là menu kiếm tiền ở đây. Bình thường chúng ta sẽ không thấy ha, nhưng mà khi chúng ta thiết lập rồi chúng ta sẽ thấy. Rồi chúng ta sẽ chọn kiếm tiền. Và ở đây nè, các bạn thấy các bạn có 6 clip ha, thì các bạn chọn cái clip thứ 5. Tôi sẽ được thanh toán như thế nào? Các bạn chọn.
và các bạn liên kết tài khoản AdSense. Rồi, bạn sẽ đọc ha, và bạn chọn cái nút tiếp theo, nó ở phía dưới ha. Nếu bạn nào có màn hình nhỏ thì chịu khó kéo xuống ha. Đó. Chúng ta sẽ thấy chữ tiếp theo. Chọn tiếp theo. Rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ được liên kết qua với lại Google AdSense. Thì ở đây các bạn có thể là tạo hoặc là sử dụng một tài khoản khác, hoặc là bạn dùng chính ngay cái tài khoản của các bạn luôn. Thì các bạn chọn nút có ha. Thì cái này mình cũng đã tạo rồi, cái tài khoản này mình đã tạo rồi ha. Ví dụ đây là có nè. Rồi, cái ngôn ngữ của các bạn nè, chúng ta chọn tiếng Việt ha. Kênh là cái kênh Flycam của chúng ta đấy. Đây. Đúng rồi. Rồi. Chúng ta chấp nhận liên kết. Rồi, coi như là chúng ta đã hoàn thành. Thì các bạn thấy cái danh sách thứ 5 ha, cái list thứ 5 là chúng ta đã mất. À, nó kêu là tôi đã được thanh toán như thế nào à, thì đã mất, là coi như là bạn đã được liên kết rồi. Thì khi liên kết rồi bạn sẽ xuất hiện thêm những cái dòng như thế này, các bạn có thể thay đổi à, hoặc là cài đặt lại chẳng hạn. Như hồi nãy á, mình nhấn cái phần liên kết này thì cái tài khoản AdSense mình đã được thiết lập rồi, nên mình sẽ đưa cho các bạn một cái hình à, là các bạn điền cái thông tin theo cái hình cho nó phù hợp.